đứng tại chỗ nó quá nhiều nguy cơ đi. Và nhân một cái trường hợp sản phụ mang thai lần thứ hai, thai 38 tuần 5 ngày COVID tại bệnh viện Đa khoa Tâm Lý Nha Trang. Bé bố mẹ thì có lây COVID cho bé hay không? Thì với ca này là đầu tiên mà mình đi đến đây thì có những cái mà mình sẽ được đảm bảo thì không có đề án còn.